Bon Bon TV. Hả? Đó chẳng phải là nhỏ cùng lớp sao? À, tiền à. Đây, bỏ ra. Sao nào bạn Hiền? Đóng thuế đường bộ chưa mà dám đi bộ? Sao tớ phải đóng cho cậu? Không đóng. Không đóng à? Mau đưa đây. Goodbye. Không see you again nha. Mấy cái đứa mọt sách này thật là nhàm chán. Nhìn đó, cậu có thôi đi không? Thôi bỏ đi các cậu. Này. Học với chả hành. Yeah, lại được điểm cao rồi. Úi xa, không thèm quan tâm. Tí thì rớt mất cái bánh rồi. Bánh thơm quá đi. Bánh của mình đâu rồi? Anh xin nha. Bánh của em à, trả đây. Đứng lại. Anh nhìn đó. Ui da. Amanda ơi, bánh ngon lắm. Không biết đâu. Trả bánh lại cho em. Anh nhận là trêu chọc con nữa à? Con yên tâm, để bố xử lý. Đây bố ơi, bố cứ cầm lấy bố ạ. Vậy được. Nhìn đỡ đâu rồi? May mà mình trốn kịp. Cái gì vậy? Ngứa quá. Với những triệu chứng này có thể cháu đã mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo là bệnh gì hả bác sĩ? Bệnh hiểm nghèo là bệnh nguy hiểm cho người nghèo. Thế cháu có nghèo không? Cháu nghèo ạ. Thế thì cháu hãy trân trọng những ngày tháng ít ỏi của mình đi. Sống thật có ý nghĩa, vì bệnh này rất nguy hiểm với người nghèo. Mình phải sống những ngày tháng còn lại thật ý nghĩa mới được. Hả? Poppy, cậu có sao không? Để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Nhất định phải sống thật ý nghĩa. Thơm ghê ha. Quái lạ, sao hôm nay lợn lại chê cám vậy nhỉ? Đừng lo. Anh để lại hết cho em đấy. Cái gì cơ? Tạm biệt các cục cưng của anh. Ơ kìa, hôm nay nấy làm sao vậy nhé? Các cục cưng của chị. Chị sẽ chăm sóc các em thật là tốt. Thưa thầy, em ạ. Được rồi, mời bạn nhìn đỏ. Kể từ ngày đó, nhìn đỏ hoàn toàn thay đổi. Không những không còn tranh giành bắt nạt em, mà nhìn đỏ còn chăm chỉ học bài và phát biểu ý kiến. Điều này khiến các bạn trong lớp vô cùng ngạc nhiên. Hoan hô. Thật ngại quá. Bình xanh, tớ xin lỗi vì ngày trước không tốt. Của cậu này. Còn của cậu đây. Được rồi, tớ bỏ qua. Như thầy đã nói, hôm nay nhà trường có phong trào quyên góp cho trẻ em nghèo. Ai quyên góp đầu tiên nào? Kìa, bà lên đi. Ông lên đi. Tiền tích góp của mình, đằng nào cũng không còn nhiều thời gian nữa. Thôi thì làm việc tốt đi. Thưa thầy, có em. Ôi mẹ ơi, nhiều tiền thế. Wow, cậu ấy thật là hào phóng. Nhánh đỏ tuyệt vời. La 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 la. Bác sĩ gọi sao? Nhìn đó à, hôm trước bị nhầm lẫn bệnh án. Nên bệnh của cháu không phải bệnh hiểm nghèo nhé. Yeah, mình không sao. Sống rồi. Phải đi ăn mừng thôi.
Nope. Lúc này Nhện Đỏ mới chợt nhớ ra rằng toàn bộ số đồ ăn cậu tích trữ bao nhiêu lâu đều đã đem cho Nhện Hồng. Cả số tiền tích góp cũng đã đem đi từ thiện hết. Thôi xong, cháy túi rồi. Bánh kẹo ơi, tiền ơi. À, anh về rồi. Anh ơi, hôm nọ anh cho em bánh kẹo, hôm nay em mua đợi anh về cùng ăn này. Thôi, đi vào đây ăn với em đi. Của em cũng ngon lắm nè. Ăn nữa đi anh. Thầy ơi, em được điểm A cộng rồi này. Chúc mừng Nhện Đỏ nha. Em hãy cầm lấy giấy khen danh hiệu đứng đầu phong trào quyên góp. Thay mặt nhà trường, thầy tuyên dương bạn Nhện Đỏ đã có tấm gương người tốt việc tốt trong phong trào quyên góp. Cả lớp cho một tràng vỗ tay. Hoan hô. Cảm ơn thầy và các bạn. Em sẽ thay đổi tích cực hơn nữa. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chucky, năng động. Harley Quinn và các diễn viên khác. Đứng lại, còn lâu. Đứng lại chưa? Liêu. Của anh, của em. Đồ điểm điểm để cho anh. Của em, tất cả là của em. Thả ra cái đồ đáng ghét này. À, đâu? Thả ra. Ném ra mở cửa. Này, đứng lại. Không được đi. Hãy xem đây. Tránh ra anh á, không có cửa đâu. Đồ đáng ghét. Nếu anh có sai với ai đi nữa, anh có làm cái gì đi nữa, anh cũng xin chấp nhận trả giá. Ôi mẹ ơi. Thôi xong rồi. Bà ngoại. Chào các cháu yêu của bà. Bà lên với các cháu rồi đây. Con mời bà vô nhà. Ồ, trai bà đẹp thế nha. Bà ơi, vừa nãy anh ấy cướp bim bim của con làm con ngã, đau lắm á. Thương quá. Không phải. Bà ơi, tại vì nào nó cũng gây sự với con ấy. Bà nhất định phải về phe con. Bà thương. Bà là của em, tất cả là của em. Của anh. Bà ngoại là của em, tất cả là của em. Không, bỏ ra, đưa đây, trả đây. Ôi, hai đứa. Thích thì chiều nha. Của em. Của anh. Ôi dồi ôi, đấm thế này thì còn gì là xinh đẹp nữa. Không được. Tôi chết rồi. Bà định làm gì tụi mình kìa? Các cháu mang hết đồ ăn vặt ra đây. Bà chia đều cho. Yeah, bà muốn làm. Để anh, để em. Về đây bà. Bà ơi, bà chia đi ạ. Bà nhớ phải chia đều nha. Bà đừng có mà thiên vị cho Amanda đây. Bà nha. Rồi, các cháu cứ yên tâm. Bà làm gì thế ạ? Cho hết vào đây. Ừ, đây hai đứa, không được ăn kẹo nữa nghe chưa. Wow, bà ơi. Nghe răng bà xem nào. Ôi trời ơi. Yêu ơi, sợ quá. Răng còn sâu. Thấy chưa, tác hại của việc ăn kẹo đây. Bà tuyên bố bà tịch thu. Ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có em sang bên kia quét đi. Anh đi mà sang, đừng có hông. Anh hông em trước mà. Đúng là đồ đáng ghét mà. Thôi, hai cái đứa này suốt ngày không chịu nhường nhau giây phút nào à. Chỗ kia bẩn kia, chia nhau ra mà quét đi. Vâng ạ. La 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 la. Úi, gì kia? Hôm nay là quét nhà cơ đấy. Nhĩ sợi trân châu à. Ngon đây. Nhưng mà ai bắn nhỉ? Nhìn kìa.
Ai mang cá đến cho con mèo? Hãy xem khả năng của ta này. Đi chơi không? Ha ha, hay đây. Em biết rồi nha. Ra đây nhanh lên. Đứng lại. Hai cháu yêu của bà định trốn đi đâu thế? Phải ở nhà trong nhà chứ. Được nghỉ hè, phải biết giúp đỡ bố mẹ chứ. Đừng đi chơi nữa, chăm chỉ lên. Dạ, bọn con biết rồi ạ. Biết rồi thì vào nhà đi. Nào, có thích vào đây làm việc cùng không nào? Không. Nhiều giờ trôi qua. Hai đứa ngoan quá, cứ thế này có phải yêu không? Ngủ ngon nha, bà đi xem phim tí. Xem bà đi chưa? Tới luôn. Nhưng thế này là ổn rồi nhỉ? Good job anh ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Thế này á, có trời mới biết. Hay, 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 hay. Khẽ thôi, đi nào. Mà cứ thích bám theo. Này, bắt lấy. À, cái anh này nữa. Ai u. Cho đáng đời cái đồ xấu xa. Em không thèm ở đây chơi nữa. Kẹo kia. Số mình hơi thật đó. Nhưng không cho cái đồ xấu xa kia ăn đâu. Một mình em ăn thôi. Sao đầu của mình đau thế này? Tính vậy rồi à bé con? Đây là đâu? Mau thả tôi ra. Im mồm, ở đâu còn lâu mới nói nha. Hey, cái đồ chết tiệt này ông bắt tôi làm gì vậy hả? Ông có biết siêu nhân điện quang là ai không hả? Mày nghĩ tôi cần phải biết à? Thả tôi ra, không là siêu nhân điện quang, không để yên cho ông đâu. Thế rốt cuộc thằng đấy là thằng nào? Chính là ta đây. Giới thiệu với mọi người, đây chính là siêu nhân điện quang nổi danh khắp phố. Sao? Sợ chưa? À, anh trai của em. Mau, mau thả em gái tao ra, nếu không thì... Câu đấy là của tao. Mau thả em gái tao ra, nếu không thì... Nếu không thì sao? Thì bọn tao đi về. Anh ơi, bỏ em một mình à, cứu em. Ha ha, hóa ra cũng là một lũ hèn nhát. Đùa thế đủ rồi. Cái tên mặt dài như cái bơm kia, hãy tiếp chiêu đây. Vậy là mày chọn cái chết rồi. Sức mạnh tập hợp phép thuật quyết điện quang thần trưởng. Giỏi thì nhào vô. Xông lên. Hay. Tiếp chiêu luôn nào. Chết nè. Chết nè. Buồn quá, buồn quá. Chết chưa? Rồi. Thắng rồi. Cái gì cơ? Thắng cái mặt ngươi. Rành còn mắt mũi chưa sạch mà dám đấu với ta. Dám động vào các cháu của ta. Ê, bà ngoại. Bà ngoại là số 1. Bà ngoại mãi định. Yêu bà nhất quả đất luôn. Nào mấy đứa, về nhà mở tiệc nào. Đi thôi. Về nhà ăn thôi. Trộm. Tao bảo đứng lại mà. Chạy đi bạn ơi. Hả? Lũ trộm kia, trả chuối lại cho tao. Chuối á, là sao? Chạy thôi. Tránh ra. Ôm cái gì đấy? Cứu. Hả? Các cậu ơi, cứu bọn ta với. Chúng mày chết với tao quả này. Em cầm cho anh. Anh ơi, nguy hiểm lắm. Cẩn thận. Đưa đây cho tớ. Cảm ơn cậu. Ủa, dở cho mình xin ra. Yeah, chạy thôi. À, tao bắt được tụi bay rồi nha. Ông ơi, tụi cháu trớt vậy. Mệt quá. Tự nhiên lại được kẹo thơm thế. Thơm thật không? Giọng ai thế?
Sao chúng mày dám lấy chuối của tao? Của tao nữa? Ờ thì em... Chúng mày đúng là dáng sống rồi mà. Cầm lên. Kẹo này mới thơm nè. Đi thôi. Tại anh á. Ai bảo anh lấy nó làm gì? Thôi anh xin lỗi mà. Mình về thôi. Chờ một chút. Lại cái gì nữa? Anh ta là ai thế nhỉ? Hai người không biết ta là ai à? Biết làm sao được? Đưa đây. Đưa tay đây ta bấm quẻ cho. Ồ, huyệt tay của cậu khá đấy. Nếu được rèn giũa bài bản thì chắc chắn cậu sẽ trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm. Ở đây ta có bí kíp võ công. Đâu rồi? À đây. Tèn tèn. Ta sẽ giúp ngươi trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm. Anh ơi, nghe như đa cấp ấy nhờ. Không tin thì hãy xem đây. Cuồng phong thần trưởng. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Các người thấy thế nào? Wow, đỉnh của chớp luôn ạ. Được gặp ta là duyên đấy. Nhanh tay chốt đơn đi. À, dạ vâng, con mua. Cho anh vay tiền đi. Gửi thầy ạ. Chỗ này không đủ. Ờ, nhưng mà con hết tiền rồi. Trời ơi, quá đẹp. À, có cái này rồi. Anh sẽ cho bọn nó lên bàn thờ nắm gạt hỏa thân luôn. Một, hai, ba. Sao thế? Anh làm cái gì mà nặng thế? Ăn gì kệ tao, mày đẩy mạnh lên. Em không chịu nổi nữa. Lần này mày giữ cho chắc nha, để tao chặt nha. Hay da. Anh Nhẫn, mày đứng lại đó cho tao. Hôm nay sẽ là bài học cuối cùng và mình sẽ thành công. Điền to quá em chặt. Hay. Ôi trời ơi, anh thành công rồi kìa. Được rồi, vậy thôi. Gì thế này? Sao? Nhìn bọn nó tự tin thế kia, chắc chắn là có mưu gì đó. Té thôi. Đứng lại. Ai cho đi mà đi. Hôm nay bọn tao sẽ trả thù và rửa cái nỗi nhục hôm trước. Hãy xem cú đánh thần xét của ta đây. Hây. Sợ chưa? Ghê vậy. Mau lại đây nào. Cha. Có sao không? Không sao hết. Mày đùa à? Dạ. Đấm mạnh lên nào. Cha. Sao lại thế này? Không lẽ bí kíp giỡn mà? À, hóa ra là có bí kíp cơ đấy. Cái bí kíp này, mày chết đi này. Anh ơi, anh nhìn kìa. Anh em phải tin tôi. Nhìn tôi đây này. Đỉnh thật mua nhé. Đây, của anh đây. Ê, được rồi, cho đây đi. Có tiền. Cho em xin. Thì ra là ông lừa tụi này hả? Viên sâu xịt. Thua rồi nha. Mình thua rồi sao? Liêu liêu, tưởng thắng anh mày lại dễ à? Sao lại đánh em? Dễ đứt não thì sao? Cái gì? Đứt não á? Mày nghe thấy nó nói gì chưa? Có não đâu mà đớt chứ. Mày anh quá đáng lắm rồi nha. Này các cháu, cô vừa đi chùa về, cho mấy đứa ít hoa quả này, cháu xin cô ạ. Anh ơi, cho em kem đi. À... cho mày nè. Ngon thế nhờ. Đã giòn lại ngon ngọt nữa chứ. Anh có phải là anh trai em không đấy? Cứ hai quả táo, anh cho anh nhận một quả, sao không cho em? Anh trốn lên đồ đáng ghét mà. Cái linh nó bỏ đi rồi kìa. Thôi kệ đi. Thật là tức quá đi mất. Ôi da. Một quả xoài sao? Đến mày cũng muốn bắt nạt tao à? Hả? Wow, nhiều xoài quá. Cây nhiều xoài thế này mà không ăn thì phí quá. Hãy xem chị đây. Rơi này. Ôi da. Là đứa nào ném ông vậy hả? À, là đứa nào? Xoài ơi, cuối cùng em cũng thuộc về chị. Hả?
Dẹp của đứa nào đây? Hắn ta nổi điên lên rồi. Anh ơi, anh có muốn ăn xoài không? Xoài á? Không ăn hả? Vậy em xin nha. Định chạy đi đâu vậy nhóc? Đi theo ta, mau lên, phải mà báo với Hoàng mới được. A few moments later. Ôi anh ơi, anh tha cho em đi mà. Thế được ném vào đầu ta thì ai tha hả? Dừng tay lại, không được bắt nạt em gái tao. Mau thả con bé ra. Anh ơi, cứu em. Mau lên đi, còn đứng đó làm gì? Dám động vào em gái tao hả? Tưởng ta sợ ngươi chắc? Mày chính là anh trai con bé kia. Úi, cái chảo. Con bé này à, quen gì đâu. Em chỉ muốn nhắc anh là anh trói lỏng quá. Để em buộc lại cho chắc. Anh làm cái gì vậy? Sao không cứu em? Cứu thế nào được, không thấy tài nó cầm gì à? Em xong rồi, em đi trước đây ạ. Lần này nhất định sẽ ổn thôi mà. Cứ nhất thiết tới mức này không chứ. À, suýt quên. Đây này, tao không đụng đâu. Mày có đứng im để tao chỉnh chứ không nào? Thành công hay thất bại đều nhờ mày hết đấy. Cứ tin ở tao. Hả? Chào anh, em đứng đây từ chiều. Wow, người đẹp. Ôi dạ, đào quá. Anh thật là đáng yêu. Ôi, đàn thơ của anh. Chào em, tóc em đẹp quá. Hả? Cái gì đây? Mày muốn nếm mùi vị cái chảo này đúng không? Cái chảo của mình đâu rồi? Chảo của anh đây. Anh Hoàng, cởi trói cho con bé nhanh lên. Rồi mau trước khi hắn tỉnh lại. Cao quá anh ơi. Vui quá đi mất. Vui thì bay cao nữa này. Sao tự nhiên thấy nhẹ thế nhỉ? Hả? Cái Linh đâu rồi? Đừng nói là... Đau quá. Anh đẹp đẹp. Thôi đừng tức nữa. Dám chơi thì phải dám chịu chứ. Hả? Gì kia? Anh đánh ra xem nào. Ủa gì vậy? Dành cả thanh xuân để trồng chuối. Giờ cũng sắp đến ngày hái quả rồi. Cả một nải chuối to như thế kia mà lại ăn một mình vậy à chú Nhạnh Đen? Mềm quá đi mất. Còn gái còn đứa, tém tém cái mồm lại. Chẳng lẽ lại chỉ ngồi nhìn vậy thôi sao? Nè, có muốn ăn chuối không hả em? Dạ có. Chứng minh thành ý xem nào. Được rồi, đi nhanh thôi. Nhìn cái tay lên. Anh canh chừng cho cẩn thận đó. Bị bắt là chết đấy. Mày không phải lo, mặt tao chưa đủ uy tín hả? Ôi không, vụ này mà thành công anh phải chia cho em nhiều hơn đấy. Dám ăn trộm chuối của ta à? Có muốn tạo hình lại khuôn mặt không hả? Anh David, anh đâu rồi? Anh ơi, chú tìm ai vậy chú? Đây có phải là em gái của cậu không? Nếu bây giờ mà gật đầu thì có nghĩa là mình đồng phạm. Cháu không quen con bé này đâu chú ơi. Cháu xin phép cho đi đây. Linh ơi, anh xin lỗi. Mình nhỏ tí nước mắt cho nó thêm xúc động. Anh trai này thật là có lỗi với em. Anh em mình phải phục thù nó. Lần này anh đi mà chặt, em canh cho. Thôi được, để anh chặt cả vườn chuối này cho mày ăn. Định đi đâu thế? Chết rồi. Linh, sao mình lại có linh cảm không lành nhỉ? À, mày định ăn trộm chuối phải không? Chú ơi, cháu bắt quả tang nó định lấy trộm chuối tiếp đó. Đi mồm, đếm mồm thôi nào. Con nhóc này mới có 3 cái tuổi ranh mà đã đi ăn trộm ăn cướp rồi. Con nhỏ này trông vậy mà láo quá chú nhỉ. Anh dám bắn đứng em. Chờ đấy, cảm ơn cháu đã bắt trộm giúp chú. Giờ nhà chú uống nước đã, còn con nhỏ này cứ ở đây. Anh đi nhé. Sao lần nào cũng là mình chịu trận vậy? Ủa, nãy chú chín cây mình đã dành lâu rồi mà. Đứa nào dám lấy chuối của ông? Linh ơi, anh cho này.
Tự nhiên nói cho rồi chạy mất. Quá ra là ở đây. Ôi không, lại nữa sao? Lại là mày ăn trộm chuối nhà tao à? Dạ không chú ơi, cái này cháu được cho mà. Cho mà có cái ký hiệu này à? Sao lại có chữ nhờ nó đây chứ? Mình lại bị anh David lừa rồi. Đi theo tao nhanh lên. Nhanh lên anh ơi, lâu thế. Dục tóc bất đạt, không thấy tao đang làm gì đây à? Chuồn thôi. Mấy đứa kia, đứng tại đó. Ông không bắt được chúng mày, đời không nể. Hưởng thụ chiến lợi phẩm như này. Cứ phải gọi là hết nước chấm anh nè. Chết cha rồi. Bọn nhóc kia, mau trả lại chuối cho ta. Đứng yên đó, chuồn máu. Lêu lêu, đâu chú bắt được cháu. Ôi da, cái mông của tôi. Bức cát bừa bãi. Chúng mày đợi đó. Nghĩ mệt đã, mệt quá. Có bùn chuối này thì phải ăn cả tháng ấy. Bùn chuối đâu rồi? Rõ ràng anh vừa để đây mà. Tìm đi, bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới tìm được bùn chuối này đấy. Mau tìm đi thôi. Ui chu cha, nặng ghê đi. Mình chạy nhanh như vậy chắc bọn nó không biết đâu nhỉ. Hả? Jackie, mày đã biết tội chưa? Trời nắng quá nên chúng mày bị điên hả? À, còn định giả ngây ngô đấy à? Buồn chứa kia của ai? Tất nhiên là của tao rồi. Không ngờ mặt nó dày vậy, liêm sỉ gì tầm này nữa. Lên thôi. Ây da, đau quá. Cho chùa cái thói ăn trộm đi nha. Lần này thì chúng mày đừng hòng chạy thoát nữa. Thôi toan rồi. 36 ký chuồn là thượng sách linh ơi. Lên nào. Anh đừng có đè vào người em. Đừng có chọn ăn vặt. Hai đứa lau cho mẹ cái nhà nha. Amanda ra lau nhà đi. Mẹ bảo anh cơ mà. Mẹ ơi anh nhìn bắt nạt con. Cái đồ mách lẻo. Tránh cái chân ra. Anh làm gì vậy á? Im ngay. Con muốn anh lao mồm luôn cho không? Anh cứ dạy thì làm luôn đi. Hai cái đứa này lại chi phế nhau rồi đấy. Mẹ đang ôm cái gì vậy nhỉ? Mẹ ơi mẹ ơi, đáng yêu quá. Mẹ ở đâu ra đây mẹ? Mẹ bố gửi về đấy. Bố báo cuối tuần này bố sẽ về. Hai anh em liệu mà ngoan ngoãn đấy. Yeah, bố sắp về rồi. Nhìn con mèo xinh chưa kìa. Mèo là của em. Em sẽ làm cho nó một ngôi nhà thật đẹp. Sẽ tự hào về em cho mà xem. Mèo là của anh, mày đừng có tham lam. Của em. Của anh. Của em. Của anh. Có thôi ngay không thì bảo. Mẹ sẽ tổ chức cuộc thi làm nhà cho mèo. Giữa hai anh em, ai làm đẹp hơn sẽ có phần thưởng. Yeah, mẹ tuyệt vời. Hai anh em bắt tay vào cuộc chiến làm nhà cho mèo. Một tiếng sau, cuối cùng cũng xong rồi. Nhà của em đẹp hơn. Của anh đẹp hơn. Không. Của anh. Không, của em chứ. Một tuần sau. Em mèo đáng yêu của chị. Phải cho Amanda biết anh nó là người như thế nào. Nhìn đây, chắc bố sẽ tự hào về con trai lắm đây. Hả? Anh nhìn kỹ chưa? Ghen rồi thì nói đi anh. Vâng, bạn là nhất, bạn tuyệt vời. Lại còn dám cà khỉa à? Mình thích thì mình nói thôi. Hai anh em vào đây dọn cơm giúp mẹ nào. Nhanh lên, bố sắp về rồi. Bố sắp về rồi. Anh tránh ra. Còn lâu nha. Bố sắp về là bố. Ê, bố về rồi. Đứng lại, để anh. Ui da, li 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 li. Bố là của em. Đứng lại. Cứ tưởng là bố về. Lâu quá. Sao mãi chẳng thấy bố về vậy nhỉ? Thời gian cứ trôi qua. Amanda và Nhện Đỏ đã chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy bố về. Khi cả hai bắt đầu chán nản và mệt thì... Bố về! Bố về, bố về! Nhà anh chị có bưu phẩm à? Sao bố vẫn chưa về?
vậy? Bố vừa báo bố có việc gấp, chắc mai bố mới về được. À, không biết đâu, bố là đồ nói dối. Không, hôm nay bố phải về để chấm điểm cho cuộc thi làm nhà cho mèo cơ. Bố, bố ơi. Sao anh bảo là mai mới về? Anh giải quyết xong việc rồi nên về luôn. Hai đứa đợi anh lâu quá nên ngủ thiếp đi đó. Con gái, bố về rồi đây. Làm mơ phải không? Mơ cái gì, là bố đây. Ê, cuối cùng bố cũng đã về. Bố ơi, chúng tôi nhớ bố lắm. Bố ơi, bố thấy nhà ai đẹp hơn? Tất nhiên là của anh rồi, của em đẹp hơn chứ. Thôi, dừng lại nào. Hai anh em làm đều đẹp hết. Quà của các con đây. Yeah, con cảm ơn mẹ.